刘来接张东安，然后副总代。第二，刘天这边嘛，个主管太一般，该接张东安。嗯，我有时快，有可是快，就别浪费了。tiếp theo chúc mọi người luôn có một cái tư duy tích cực như thầy đã chia sẻ. Thì em xin tự giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Trung, tên đầy đủ là Tạ Văn Trung. Năm nay 36 tuổi. Và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Cho gia đình, cho các cháu mà. Thì cũng bỏ lên YouTube là trước là chỉ để lưu giữ kỷ niệm thôi. Nhưng mà tình cờ thì em được nghe chia sẻ của thầy Hiếu, rất ý nghĩa, rất ý nghĩa đối với em. Nó không chỉ đúng trong việc kiếm tiền online trên YouTube đâu, những chia sẻ của thầy nó còn bao hàm cả trong cuộc sống. Mặc dù là cái cuộc sống của em không được suôn sẻ cho lắm, nhưng mà em sống rất là lạc quan. Và cái video giới thiệu này thì em cũng chúc mọi người, chúc thầy, chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe này.